Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở điểm trường thôn Kẹp A. Trước đây thì Phèng với cả chị Nga với cả chị Bền với cả mọi người có quay chia sẻ ở đây. Thì sau khi quay về thì được cô Hồng có sự kết nối từ má Nhi ở Ô Môn, thì có cô Hồng với cả em Phúc gửi số tiền là 30 triệu giúp cho những em học sinh ở đây, và đặc biệt là điểm trường này có thêm bát, đũa và có thêm đồ dùng, dụng cụ nhà bếp để nấu ăn cho các em. Thì sau khi nhận được tiền, Phèng với cả Bền với cả các anh chị đoàn viên thanh niên ở đây là có làm một cái chương trình hôm nay sẽ đến để nấu cơm. Thì Phèng giới thiệu qua một chút, đây là cô Hồng Huệ. Xin lỗi các bác, cô Huệ đấy, là điểm trưởng mầm non ở đây. Đấy, bạn đây là giáo viên mầm non ở bên này. Đấy, còn giới thiệu với các bác phó chủ tịch hội đồng ủy ban nhân dân xã Chí Bền với các bác, và đặc biệt là có chị bí thư đoàn thanh niên mới về vị trí của Bền. Chị hôm nay bắt đầu mới đến nhận chức các bác. Hôm nay là ngày đầu tiên luôn. Bên này là chú Hồng điểm trưởng tiểu học. Điểm trưởng trường tiểu học, và bên kia là có bạn bạn Huyền nhỉ. Huyền giáo viên mầm non ở đây các bác. Nhận được số tiền thì Bền đã mua những cái trang thiết bị đồ dùng nhà bếp là cho được cô Hồng mà thông báo ấy, là mua bát đũa này đấy, bởi vì xem video của chị Nga thì sẽ thấy là các bé ăn ấy là có hơn 100, đợt tí là hơn 200 học sinh các bác ạ, là các em là một phần ăn xong lại phải chờ lại lấy bát ăn tiếp. Thì bây giờ là đã mua rồi, thì Bền có thể công bố cái danh sách mua những cái gì và hết bao nhiêu tiền các bác, để sau đó là Phèng sẽ thanh toán cho chị Bền các bác. Này, mua hết đệm là mua hết 5 cái là 480 này, bếp ga cục bình ga, bếp ga và dây là 500 này, bình ga là 650 này, xô bình ga có nghĩa cả vỏ ấy, cả vỏ. Xô là 1 cái 40.000, chậu 5 cái 90.000, bát inox 100 cái là 950, thìa là 70 cái là 140, rổ là 5 cái là 65.000. Đấy, giá vo gạo là 1 cái 40.000, chặn bát 1 cái là 1.600.000, dao 2 cái là 50.000. Cái bếp ga này có rồi đây này, xóa bỏ cái này. Chậu. Một cái 80.000. 80.000, bộ nồi nhôm 3 cái. Thớt 1 cái 80.000, chiếu dài 4 mét là mỗi cái là 130, là 3 cái là 390 này. Còn đồ nấu cơm cũng có thịt xay là 3 cân rưỡi là 350, thịt lợn, đậu phụ, cà chua, hành, mục nhĩ, cà rốt, các loại để làm nem ấy, và là 825.000. Gối là 75 cái là mỗi cái 25.000 là 1.875.000. Gạo là 10 cân là 150.000. Mắm muối bột canh là 90.000, dầu ăn 1 can là 185.000. Lá nem là 2 hộp là 80.000. Tổng là 11.450.000. Cái danh sách này thì Phèng sẽ chụp và để ở bên góc màn hình để các bác theo dõi. Tổng là ngày hôm nay là sắm bát đũa, rồi song nồi, rồi chạn bát và cả đệm nữa. Thì là 5 cái đệm với cả gối với chăn cho điểm bên mầm non các bác. Không có chăn, gối với đệm với chiếu. Là cho điểm 12. Bên mầm non các bác, bởi vì bên đấy là đệm thì cũng đã hỏng rồi. Đấy, thì là số tiền là hết là 11.450.000 các bác. Số tiền đấy thì là trừ từ cái số tiền 30 triệu ra. Ngoài cái số tiền đấy ra thì Phèng với chị Bền sẽ tiếp tục là làm thêm một điểm trường khác. Và hôm nay thì cũng rất là vui được các anh chị đoàn viên thanh niên của trong các điểm trường ở mầm non tiểu học ở trong cái xã Minh Sơn này đến nấu cơm cùng. Đây các bác, giờ mời các bác đi vào đây cùng với Phèng đây, mọi người nhá. Em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ mọi người cùng hỗ trợ để nấu. Đây là bếp ga mới này, một bộ bếp ga mới các bác nhá. Này, đây bình bếp đang lắp ở kia. Này, đây. Rồi đệm này, chiếu này. Gối. Gối. Còn giá xô đấy. Những cái đồ đây mang ra bên này để các anh chị em đang nấu. Đây, qua đây thì Phèng xin được cảm ơn rất là nhiều đến cô Hồng, cảm ơn đến em Phúc, cảm ơn đến má Nhi, cảm ơn đến chị Nga đã gửi số tiền để giúp cho bà con ở đây, đặc biệt là các em nhỏ. Hôm nay là làm món các bác, là hôm qua mê lưu là thực phẩm là Chí Bền với cả vợ Chí Bền là bạn Phượng là lên, là một là món là nem các bác, nem cuốn, hai là món đậu thịt sốt cà chua,
canh rau trứng. Cải. Canh trứng. Canh trứng với rau cải đúng không? Trứng với cà chua. À trứng cà chua. Ừ. Muôi muôi. Chưa được chị ạ, phải tắt đi cho mới dốc được. Bên đấy là bếp làm gì đấy bên ơi? Đây, đang làm món nem. Đây, có được tuyển đầu bếp đến từ thủ đô Hà Nội các bác. Có chị Chi này đấy. Bạn Vân Anh nữa. Rất là cảm ơn hai tình nguyện viên đến từ Hà Nội. Đôi vào trong kia lấy cái muôi múc canh kia ra để múc cái này. Có em đang mượn rồi. Muôi vớt đi. Và chỉ đạo chính vẫn là Chí Bền. Ừ. Các cháu ăn nem. Ăn nem Sài Gòn các bác. Nem Sài Gòn. Vừa giòn vừa ngon. Giới thiệu các bác đi. Giáo sư Bò. Cứ đòi lên hình từ sáng giờ đấy. Ông kiếm đâu hai quả bắp cải đây? Hả? Ông biết đi nhận nhà ai về tí nữa họ đặt chuyện. Ông lấy ở đâu về? Ông lấy ở đâu về đây? Đấy, cho vào đây. À vâng, cảm ơn ông nhá. Ông kiếm được đâu hai quả bắp cải đấy đây. Đây. 100, hơn 100. Em quấn vừa mỗi mỗi bạn ấy là một cái đúng không? Hay là để cắt? Cắt chứ. À không. Cắt nhỏ ra chứ. Làm cái đi. Thì là một cái. Nhưng mà ý là chia ra một đứa. Chị cứ cho nhiều thịt một chút, cho trứng như nhỉ. Hôm nay là mua các bác xong nồi bát đũa. Vừa cái này. Ôi giời ơi, giáo sư Po đề nghị đồng chí giáo sư Po ngồi im vị trí để cho em các cháu làm việc ấy. Đây nhà trường đang thuê giáo sư Po về sáng tác thêm chữ cho các cháu ấy. Giáo sư. Giáo sư có gì bảo thì bảo luôn đi. Rồi. Tinh thần của đoàn viên. Lực lượng rất mạnh. Bao nhiêu quả trứng đây cháu quả làm đúng không? Mấy món thế thì nhiều mà nó kết dính lắm. Làm nhiều thì cũng không ấy mà làm mấy món chủ đạo các bác. Đây là bát, đây cô Hồng với cả em có cái khay, với cả Má Nhi với cả chị Nga đây. Đây là những cái bát bằng inox. Mua 100 cái bát nữa để tránh tình trạng là các cháu là lúc ăn phải đổi nhau. Bát này drop test à? Thôi ông bền đâu. Đấy tí rửa lại. Đấy là ý là các cháu có quăng quật để nó cũng đấy, không sao. Không đấy. Sao. Mà nó có hai lớp phải ạ, không nóng. Đấy, rất là quan trọng, hai lớp. Đây, thế bạn này đi rửa đi bạn ơi. Mày cho đi rửa. Mua thêm cả chạn bát kia bác kia. Đấy cô Hồng ạ, đây là Phèng với là Chí Bền là mua cái chạn bát này để mọi người là rửa bát xong ấy là úp vào sạch sẽ. Một chạn bát. Đấy là xong nồi là mua đây này các bác. Đấy, vừa ấy Bền đọc nhưng là chưa rõ ràng lắm nên mọi người không biết. Bao nhiêu cái bát à cái lồi này xong này à Bền này. 1, 2, 3, 5 cái song ạ. Ừ. Song này, xô này, chậu. Chậu 5, 6 cái chậu. À, cái rổ 5, 6 cái chậu. Đấy, chậu xanh kìa. Đấy, những cái chậu. Để rửa nhiều cái để đựng. Nằm đây, đang thái thịt ra để sốt với ở đậu các bác. À đấy. Cô giáo cho mượn cái non. Cô giáo. Hãy cẩn thận vào tay nhé. Con bé đây. Cậu gọi cô ra cô bên cô Huệ nhỉ. Nhận chăn với ở cái nhận đệm với ở chiếu đi. Cô đâu rồi? Đợi các cô này nấu qua một tí xong là tí nữa mang vào để giải cho các cháu. Giải một phòng để ngủ xong mình cho ăn. Một phần cô giáo thì sẽ cho vào trong đấy luôn. Bây giờ các cháu đang học mình chưa biết cho trái. Ờ rồi. Bèn xem là chỗ tái món thái thịt đấy thiếc hay là làm gì đi. Bây giờ tranh không kịp các cô rồi. Các cô ơi, này lực lượng đông. Ờ đây đây để anh thái không. Mở chưa nào. Em Thúy ngồi luôn đi một tí nào. Sáng nay thực phẩm các bác ạ, thịt này và rất đậu tươi. Này tất cả mọi thứ là Bền chuẩn bị cho ở trong trong này các bác. Đấy, xong nồi bát đũa các thứ là Bền cũng là người
nhờ vợ đấy là mua giúp hết. Đúng rồi. Có tí mỡ cho các cháu ăn cho nó mềm. Thịt lợn đen không có nguyên nạc. Tính ra nếu mà mình để, nếu mà nguyên nạc ăn thì nó khô ấy. Thịt đậu sốt cà chua phải có tí mỡ mỡ. Lần trước Phèng với chị Bền các bác đấy, là nấu cơm đây ở cái đúng cái này đâu các bác, cái bếp này cái cháy luôn cả bếp ở dưới. Em nghĩ là có khi phải để đất ấy, tí là lại cháy tiếp. Tí cháy tiếp. À, mới lấy đóng thêm một cái bàn các bác ấy. Cái bàn bằng inox kể cả với cả để tấm gạch lên trên. Sao em vào vớt đậu mà mọi người không thấy nói gì nữa nào? Mọi người thì phèn phèn vớt đậu đẹp trai quá. Các chị em đã ngắm này, ngắm phèn phèn vớt đậu. Nói thế là xấu hổ lắm các bác. Này nó có cái chảo các bác. Nhưng mà Bền vẫn lợi một cái chảo đúng không? Đúng rồi. Một cái chảo với cả một cái nồi cơm điện. Chưa ghi vào đấy. Tí nữa có khi là tính tiền luôn xong tính, là để phải tính vào xong là để trả. Lúc nãy còn quên chưa tính với cái bàn nữa. Vừa nãy là hơn 11 triệu rồi. Cô Hồng với cô Huy em Phúc cũng có chia sẻ là cái số tiền 30 triệu là nếu mà đáng ra là để đi du lịch. Đấy, nhưng mà không đi du lịch nữa. Mọi người còn đợi ông chị ơi. Đâu có lem chưa? Tắt bếp đi. Ai muốn trắng thì nhảy vào đây tắm, giống như tấm cám ấy. Đây là Phèng đen hết. Ôi giời Phèng. Đây các bác, đây là thời gian tới Phèng sẽ có thời gian để đồng hành cùng bí thư mới. Đấy, là bạn tên là Đôi, sinh năm 90. Có khi phải chịu khó tích cực đi nấu cơm. À xong hết điểm này là đến điểm nào ở bên? Lũng Vầy. Là một điểm nữa. Bởi vì cô gửi 30 triệu nên là mới có chi hết 11 triệu các bác. Qua đây thì phải cảm ơn rất là nhiều chị Nga, nhờ vào sức truyền thông của chị, các trẻ em vùng cao, điểm trường này được kết nối đến cô Hồng. Hôm trước nghe qua xem qua video của cô Hồng với Má Nhi với em Phúc chia sẻ. À, cậu ơi, cậu thả tất vào đi cậu. Từng cái thôi. Ui đấy. Chắc có lẽ phải rửa một cái nồi hoặc cái chậu sạch, nồi sạch để đựng nem luôn. Có chậu sạch đúng. Cặp đôi hoàn cảnh các bác. À Phượng này mang đây anh xem nào, để anh xem lại là vừa nãy Bền đọc chưa anh lắm. Cũng may là thời tiết hôm nay khá mát. Nó nắng nhưng mà vẫn mát. Ở trên này là mát. Cho Phèng xin phép một phút quảng cáo. Bạn Đôi có các bác nào đi Bắc Mê cần nhà nghỉ khách sạn thì liên hệ với bạn ấy. Cái gì nhỉ? Nhà mới khởi nghiệp. Đây các bác nhá. Đệm 2m này. Đấy, nhân với 2m2 này, 5 cái là 480.000.
Đấy, bếp ga cộng với dây xào, dây van ấy là một cái bếp, mua một cái bếp mới này. Đây. Đấy, đây này, đây đi luôn. Được không? Để cho cô Hồng với cả Má Nhi với cả em Phúc biết. Đấy, bếp ga là một bộ này các bác này. Đấy là 500 nghìn. Đấy là cái bếp. Này cái bếp này này. Đấy với cả dây van. Bếp với dây van đây. Đấy còn nó bình ga thì là 650 nghìn. Đấy. Chậu này là một set. Một set là bao nhiêu cái nhỉ? 5 cái. 5 cái đúng không? Ừ. Đây là 1 này. Đây 2 3 4 5 kia. Đây bát inox là 100 cái đây các bác. Bèn chú ý quay nhá. Đây, là 100 cái này. Đấy thìa 70 cái. Thìa mọi người để đâu ạ? À đây đây. Đây phơi đây các bác. Cái này vừa rửa sạch sẽ rồi để tí ăn. Đấy, một cái set rổ, một set rổ là mấy cái em ơi? 5 cái. 5 cái. Đây, Phượng cầm một cái này, Đôi cầm một cái là 2 này. Đấy. 3 cái này, 4 cái này, 5 cái các bác. Đấy, đủ các loại to nhỏ. Đấy, giá vo gạo, đấy một cái. Cái này mới là giá vo gạo. À, giá này vo gạo một cái này. Cái set rổ bé còn một cái nữa đâu nhỉ? Ừ. À đây đây đựng. À cái bé meme này các bác, đựng thìa này. Đấy. Xô nước một cái. Đây, xô đựng nước đây các bác. Cái này 40 nghìn này. Đây, chạn bát một cái. Đây, chạn bát. Đấy, chạn bát này để ăn xong rửa sạch sẽ để vào đây. 1 triệu 600 nghìn. Đấy, dao hai cái. Đây kia rồi. Đấy, dao này. Đấy. Đấy. Cái bàn bếp ga này các bác đây này. Đây cái bàn bếp ga là cái này. Đấy, hai viên gạch với cả inox là 500 nghìn. Cái bộ lồi nhôm này các bác này, là 3 cái. Lồi nhôm là một cái đây đúng không? Hai cái và một cái nữa. Đây, đây, kia. Đây. Đây, à, kia, kia, kia. 3 cái là 320 nghìn. Đấy. Thớt nhựa này, một cái. Thớt ở, nhựa ở trong chậu này. Trong chậu này. Vừa thái thịt xong. Ừ. Chiếu này. Đấy, chiếu kia. Đây, chiếu là 3 cái. 130 nghìn một cái. Đấy, gối là 80 cái. Đây, gối đây. Đây là cho các cháu bên mầm non các bác ngủ. Đây, gạo 10 cân. Đây, lấy gạo về kia rồi. Đây, mắm muối mì chính này. 90 nghìn này. Đây, cái lá lem để rán ấy. Là 2 cái. 2 túi là 40 nghìn một túi. Là 80 nghìn. Đây, dầu ăn là 1 can. Đấy. Là 180 nghìn. Đấy là dầu ăn này mang ra ngoài kia để là đang làm nem rồi các bác. Thịt lợn xay. Cái lợn xay để mà làm cái nem kìa 3 cân rưỡi. Đấy. Là đơn giá 100 nghìn là 350 nghìn. Đấy. Thịt lợn này, cà chua này, hành, muối, mộc nhĩ là 825 nghìn. Tính ra là chứ cái... có đệm phải không? Hả? Trứng nữa. Trứng 10 quả. Đấy. Đây đệm có rồi chứ, đệm đầu tiên này. Đấy, tổng là 11 triệu 340 nghìn. Cũng có cả bàn bếp rồi, cộng rồi mà, 500 nghìn. Thế còn thiếu một cái chảo với một cái nồi nữa. Còn thiếu một cái chảo và cái lồi nữa các bác. Này, nem ngon mà giòn với mày khác này. Dạ. Đâu? Đấy, ui giời, vàng ươm luôn. Vàng ươm nhá, ngon cực kỳ luôn. 10 điểm cho bí thư mới, không có nhưng. Đấy, hy vọng thời gian tới. Chính là Chí Bền là chuyển sang lĩnh vực khác nhưng mà cũng sẽ luôn đồng hành. Mà tại thêm nhân lực mới là có thêm đôi nữa thì lực lượng chúng ta đi bản để mạnh mẽ hơn. Đây chị rang thịt này đi. Đây cái này xong rồi nhá, để đây. Đấy các bác. Xào thịt. Chị là đến từ giáo viên mầm non. Chị, tiểu học chứ nhỉ? Chi đoàn mầm non. À chi đoàn mầm non các bác. Trường mầm non. Tên thì chưa biết nhưng gọi từ chị vừa nãy từ nãy rồi. Tay một tí anh chị ạ. Tên là Ngọc. Chị sinh năm 9 mấy? Chị sinh năm 8 đấy. À đây à? 8 mấy đấy. 8 là nhỏ hơn 9 rồi. 8 nhỏ hơn 9 8 mấy? Lúc mới đầu là chị gọi em bằng anh là phải rồi. Nhưng mà chị gọi em bằng anh. Chị sinh năm 87 đúng không? Con tuổi anh Thắng. Là tuổi gì nhá? Con gì nhá? Con Đinh Mão đấy, con mèo đấy. À con mèo. Mèo này ghê lắm. Mèo này. Tưởng chị là mèo rừng đấy, không phải mèo nhà đâu. Tưởng tuổi con chim. Giáo sư Po với cả các ô thế là bí thư cũng chưa có à? Dạ, dạ. Hôm nay em ơi chị cũng chưa có. Ôi đấy, ui giỏi rồi. Ở đây nguyên người độc thân thôi, độc thân vui tính. Độc toàn thân à? Độc nguyên thân luôn. Ô thế là hai bí thư hai đoàn viên là chưa có gì thật á? Chưa
chưa có gì luôn. Ồ, thế phải xem. Độc thân vui tính. Có khi phải xem lại giới tính. Có khi. giới tính là bọn chị vẫn. Thế chị là cái vòng tròn quay ngược lên hay là vòng tròn quay ngược xuống? À, chị xuống mà. Thế à? Ồ. Thế là đúng giới tính nữ rồi các bác. Bên này tổ của quần em vẫn đang ở đây. Không phải nghi ngờ gì về mình nhá. Hôm nay là phen nhàn hơn. Đấy. Có các chị em là lực lượng hơi đông. Nhưng mà thịt nội bản ngon nhỉ? Thịt ngon nhỉ, đỏ ngon. Nhưng mà chị uống rượu được bao nhiêu chén? Chị cũng uống tầm cũng ít thôi. Chị cũng không phải là người uống được rượu. Chị khoảng đôi 30 chén. Ui đấy, 30 chén các bác. Các bác nào mà gia đình dòng họ mà nhiều người ấy, ví dụ như ở Ma Chay cưới hỏi mà cần tiếp khách nhiều ấy, thì tuyển chị về là tuyệt vời. Đấy thì là chị thì cũng không uống được nhiều đâu, nhưng mà thôi thì nếu mà vui thì cũng làm được khoảng 30 chén. Đấy, chị là trưởng ban tiếp khách, đấy, quá là tuyệt vời. Chị thì chỉ bên uống rượu được thôi, chứ còn tiếp khách thì không tiếp được. Chị có phải là đạt giải 3 cuộc thi uống rượu của tỉnh không? Chị thì chưa tham gia cái cuộc thi đấy, nhưng mà nếu mà có cuộc thi đấy thì chị cũng sẵn sàng để ghi tên mình vào đấy xem là mình đứng ở trình độ nào. Hôm trước có kiểm qua danh sách đó các bác, là chị là đạt giải 3 chương trình uống rượu toàn tỉnh. Nhưng mà ông giải 1, giải 2 là sơ gan cổ trướng chết hết rồi. Thế là có nghĩa là bây giờ là chị là ứng cử viên. Chị là số 1. Chị hai ông kia là dụng hết rồi nè, bây giờ còn mỗi chị thôi. Đúng rồi, mình chị thôi đúng không? Chị chuẩn bị tuyển thêm hậu duệ đi. Khả năng là chị ghi tên em vào danh sách giải 2 à? Cái gì nhỉ? Danh sách nhân sự tiếp cận kế cận đúng không? Chí bèn là giải 3. Bây giờ chị giải nhất, em giải nhì. Xong mai chị lấy sơ gan cổ trướng. Xong lại lại lên giải nhất. Xong em lại lên giải nhất. Nhưng mà giới thiệu với các bác, hôm nay rất là có duyên với Vân Anh này. Vân Anh cũng đến từ quê Văn Yên của Phèng. Chính ra Văn Yên mình ấy, rất là nhiều người xem kênh của Phèng đấy. Ở quê mình ấy. Bạn ấy ở thôn gì nhỉ? Xã gì nhỉ? Xã Xuân Tầm. Xuân Tầm, cũng bằng tuổi Phèng luôn. Tuổi ngựa mới mới trốn Hà Giang ở đấy. Ở nhà ví dụ chồng mà có xem được thì các bác thông cảm, mới bỏ lên Hà Giang muốn tìm thì chạy lên Hà Giang tìm đấy. Ba đứa bằng tuổi bằng tuổi ba đứa bằng tuổi ba con ngựa ấy. Chuyện ba đứa mình mà cứ đi làm gì mà có đoàn thanh niên đi làm cùng này thì vui thật. Mình là tình cảm đấy, đặc biệt là có sự giới thiệu vợ đồng chí Chí Bền. Đấy. Bà Phượng Vlog. Chuyên đồng Lý Thị Phượng các bác. Kênh YouTube là Lý Thị Phượng. Là tên một loài hoa, hoa đấy là hoa ở mùa hè. Thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Mình cũng sắp xong rồi nhỉ. Đang sau con gà cho bà chiên. Thương con đẹp mình mọi người đuôi đi. Được 100 cái không ạ? Mình cố gắng làm đến 100. Bây giờ một số người đi sắp cơm ra cho các cháu trước, vì em từ giá xong rồi xin phép nha. Đâu bạn nào gói cái nem này đây. To bằng cổ chân luôn. Các cháu ăn một cái thì chắc lo đến tận chiều. Đấy, Phèng xin phép cho tay sạch. Đây. Nhanh chín. Làm thịt chín sẵn rồi. Mình cố gắng là nhận thêm được nhiều cái tin vui đến nữa để mà mọi người cùng đi làm thêm chương trình. Mình còn một điểm nữa cơ. Tại vì Bền sắp xếp ở bên Nũng Vầy nhỉ. Bên đấy đông lắm, bên đấy hơn 200 học sinh cơ. Đấy, hôm đấy lực lượng mới đông. Đây là không tắc đường mình đến. Đấy bây giờ em cất cái đồ đấy vào cho các cháu được rồi. Đâu? Lồng gối, lồng ghiếc vào. Đâu bên này à? Đi vào lồng gối à? Đâu à? Đúng rồi, chuyên môn của Vân Anh. Lồng ở đâu bây giờ? Chuyên môn của Vân Anh là đây, vào đây đi để nấu. Chuyên lồng gối khách sạn. Lồng gối khách sạn nên là. Sang bên này à? Lồng bên này hả? Quận chiều nhiều bên đấy. Anh chọn cái khu vực lồng gối này mát đấy. Mát. Cái khu vực lấu ăn ở ngoài kia đó. Ồ, đây còn một em bé ngồi học à? Con của cô giáo đây à? Con của đây à? Cô sinh nhất đây. Đó đấy. Cô
Lúc đầu thì cứ bảo là chưa có chồng các bác, bây giờ con lớn tướng này rồi. Một cái thử. Gối này là vừa các bé rồi chưa em? Nhưng này chắc mai các cô cũng phải giặt qua ấy chứ. Nhá. Lồng vào để xem vỏ gối với lõi nó có vừa không. Trời nắng to. Bây giờ cho nước mắm một thứ vào đây chưa? Bây giờ cho đậu đi, đổ đậu vào đây mai. Không, tụi mình còn gym mà em. Món thịt sốt với đậu đã xong, với cà chua. Đấy, món canh trứng nữa là ok. Nem sắp xong rồi phải không đôi? Cho ít súp vào đã. Chả hết mồ hôi rồi à? Tí là hết nước ấy. Người phải uống thêm nước vào. Hôm nay phơi nắng các bác. Nào bây giờ chuẩn bị cơm cho các em được rồi nhỉ? Ngồi riêng đi, có bát đủ bát mà hôm nay mua bát rồi, không phải thiếu như hôm nọ rồi. Cô giáo cứ bố trí ở chỗ nào cho hiệu quả thì ngồi. Dạ vâng ạ. Mỗi canh đậu này là, canh cà chua này đã là xong đúng không? Đúng rồi, canh tí nữa cho mấy quả trứng nữa. Món này cũng xong rồi. Bí thư đếm, có đếm không? Liệu được 150 không? Do thời tiết nóng nực với cả bối rối nên là bí thư cũng quên đếm. Nhưng mà chắc chắn là đủ. Nếu mà tí thiếu một cái là chắc chắn là chí bền ăn. Vừa thấy cầm một cái rồi. Sao lại biết? Ôi, phe nhìn thấy rồi. Sao biết hay vậy? Chí bền thử. À đúng rồi, thiếu một cái. Đấy, thử muối mi. Phải thử nếm xem là gia vị nó có hợp hay không chứ. Đúng rồi, những cái cuối cùng rồi. Canh nữa là xong rồi. Mình cũng nấu rất là khẩn trương, nhiều người, nhiều tay, nhanh gọn. Đúng rồi. Bên chỉ đạo rửa. Mai hộ hộ anh lau cái chạn này, lấy cái rẻ cái dầu rửa bát. Tranh thủ lúc các cô giáo đang chuẩn bị chỗ ăn cho các cháu với cả một số bạn đoàn viên thanh niên nữa đang sắp xếp những cái món ăn cuối cùng thì Phiang vào đây thanh toán tiền cho Chí Bền, cũng rất là cảm ơn Chí Bền với cả bạn Phượng là đã bớt chút thời gian là đi sắm hết những cái đồ này cho. Đấy, theo như yêu cầu của nhà trường đang thiếu những gì cho các cháu. Ở đây thì hiện tại là có 2 điểm, một điểm nhưng có 2. Đấy, một là mầm non, hai là tiểu học. Thì mầm non thì được gối này. Đấy, có chăn, không có chăn nhưng có đệm. Đấy, có thêm sàn bát, chiếu nữa. Đấy thì cái số tiền lúc đầu mà công bố lúc Bền đọc ấy là tất tần tật hết 11.340.000. Thì thêm là bây giờ hiện tại là thiếu thêm một cái nồi cơm điện, bởi vì trường học mình đang là có một nồi thôi đúng không ạ. Ví dụ như là nấu cơm là nhiều lúc là sẽ phải chờ tiếp đúng không ạ. Đấy, thì thêm một cái nồi cơm điện nữa. Cái nồi đấy là 1.200.000 với cả một cái chảo to các bác ạ. Cái chảo to để mà xào thức ăn. Đấy, hiện tại là có một chảo thì là 300.000 nữa. Thì là vừa nãy là 11.340.000 cộng với cả 1.200.000 là nồi cơm điện, cộng với cả cái chảo to 300.000. Đấy, thì tổng số tiền ngày hôm nay chi là hết 12.930.000. Đấy, cũng báo cho cô Hồng, Má Nhi và em Phúc biết là số tiền các cô gửi là 30 triệu ấy. Thì là hôm nay là chi hết 12.930.000. Tí trừ đi xem là còn lại bao nhiêu. Đấy, 30 triệu. Phèng cộng hơi rốt các bác thông cảm. Thực ra là cộng sai thì 16.170.000. Trừ đi 12.930.000. 17 triệu. Đấy. Là còn 17 triệu 170.000. Bao nhiêu? 1.070.000. 17.070.000 các bác. Là cái 12.930.000. Là 17.070.000.
thì thông báo với cô Hồng, Mã Nhi với cả em Phúc biết là cái điểm thêm một điểm nữa, điểm bên kia thì sẽ đông hơn. Ừ, hơn 200, đúng vậy. Cũng vậy thì là Phang với Chí Ben với cả bạn đôi với cả mọi người sẽ đến để làm một cái chương trình nữa cho các cháu ở bên đấy. Để qua đây thì Phang cũng xin chân thành cảm ơn cô Hồng, Má Nhi, cảm ơn em Phúc rất là nhiều đã giúp cho các cháu để có những cái đồ dùng như ngày hôm nay. Thì bây giờ Phang xin phép thanh toán nhé. Thanh toán là hiện tại là Caramel là vợ của Chí Ben nên là Chí Ben cầm hộ nhé. Với cả thông báo với cả cô hiệu điểm trưởng trường mầm non thế cả thầy điểm trưởng bên tiểu học biết là em thanh toán hết những cái này nhá, thì mai là không còn cái sự lợ lần gì nữa, không là không thanh toán mà thanh toán có em với Ben thì là lúc đấy đã khó ra. Đấy, mai lại hỏi là những cái này thanh toán chưa biết. Đấy, một, tất cả thầy cô tí kiểm soát lại những cái này nhá, là 12.930.000 Ben nhận nhá, 1.000.000 này, 2.000.000 này, 3.000.000 này, 4.000.000 này, 5.000.000 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Chỗ này là 10.000.000 này. 2 4 6 8 10, 11.000.000 này. 2 4 6 8 10, 12.000.000 này. 2 4 6 8 9 900 30.000 nữa. Đây, 30.000. Đấy. Xong nha. Ok. Thông là xong hết nhá cô chú thầy cô nhá. Đấy thì bây giờ thì đã xong hết rồi. Đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ là mình đi sang bên bên kia nấu ăn cho các em ăn. Đi mọi người đi đi. Cảm ơn các bạn đây rất nhiều nhá. Hôm nay tí nữa anh em mình phải uống mỗi người một chén nước lọc. Đây cô có phát biểu gì không? Vâng, cô Hằng thay mặt đại diện cho các bậc phụ huynh và các cháu học sinh trong điểm trường Kẹp A thì cũng cảm ơn đoàn, cảm ơn đã có những món quà gửi tặng cho đến cho các cháu, để cho các cháu có thêm những đồ dùng dụng cụ để ăn cơm đầy đủ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Dạ vâng ạ. Chào các cô các chú ạ. Thế còn chú? Chú thì thôi. Con đói chưa? Vừa nó đồ cắt như chất như chị. Đây là các bạn bé quá là tin nó không cắt. Mầm non. Đâu bây giờ các cô cơm đâu? Các bạn hàng ngày ăn ấy thì là các cô sẽ múc một lần cơm và thịt cho vào cùng một bát để các bạn ăn hết. Sau một bát các bạn ăn bát thứ hai thì sẽ tiếp tục là bát thứ hai là chan canh, cơm và canh. Đấy, này không có đặt ra ấy. Đây, đợi cơm. Đang ngủ. Mi tu mi say nào, hát một bài nào, bát giọng nào. Cô giáo nào đâu nhỉ? Ôi, vỗ tay. Vỗ tay đầm đầm. Nào, các cháu chào bác Phanh Phanh, vỗ tay, mời vào. Đấy, ôi, đấy, ok. Chị về để cho chuyển sang làm giáo viên mầm non được ấy. Vỗ tay. Ôi, đợt này ăn xong bè bè. Là một cô ra bắt giọng hát tiếp đi. Để cho ăn đã, không bắt đói. Cứ hát là hát được ăn được nhiều. Hát bài em đi chơi thuyền à? Em đi chơi thuyền.
Ok, quá hay. Các con có biết ai hát bài Cắt đôi nỗi sầu không? Ôi giời. Ok, để chuyển ra luôn lên để không có. Nào, cho các bạn bé nhất ở bên này là bạn ngồi giấu mà, giấu mà. Giấu nó mó à? Ờ, bé nhất ngồi bên này. Nó no, mó à, mi tu à. Ấy giời. Nó mà. Đấy. Ờ, lấy thìa cho thìa vào luôn nha. No à. So sánh nhá. À còn phải mời cơm nữa cơ mà. Dây chuyền này theo còn một bạn bên này chưa có chị ơi. Đấy, tránh tình trạng là tí bạn có bạn này khóc bạn kia nhìn hiên ngang nhở. đây các bác thông cảm, hôm nay Phen hơi bị mệt chút. Bền cũng đang ốm mà, đang ho rất nhiều. Hôm nay là no tha rất là ngon. Em bên mỗi hôm các cô mà chia cơm này rất là vất vả nhỉ, đông. Những bạn lớn là đi chia cơm. Chúc các con ngon miệng nhá. Này cơm có thịt các bác. Có thịt, có lem, có đậu. Tí ăn xong được một nửa thì cô giáo lấy thêm canh cho các bác. Thế là đủ khẩu phần. Bên này là học sinh mầm non, bây giờ lại còn sang bên kia là bên tiểu học nữa cơ. Đây mọi người sang kia đi. Đây. Mời các con ăn cơm nhá. Thiếu một ăn. Ồ, thiếu một ăn à? Thiếu rồi. Đây này. Để em bê cho. Còn canh, đổ canh ra đây đi. Hả? Canh bớt canh ra đây đi. Để còn một phần mang lên cho các thiếu, cháu. Thiếu một bát à? Ừ. Mời bê. Nào. Cháu, chúng em. Chúng em ở rồi, mời các con ăn nha. Ở bên này là 46. No mà. No. No. 46 học sinh tiểu học các bác. Ở bên kia thì là hơn 70, 75 học sinh mầm non ở bên kia. Vâng, đây là tiểu học là 64. Dạ vâng. Hôm nay là cũng là một dịp rất là đặc biệt. Cũng Phen xin thay mặt toàn thể mọi người xin gửi lời cảm ơn đến cô Hồng, công ty cái gì nhỉ? Công ty gì nhỉ? Xin cảm ơn cô Hồng, xin cảm ơn em Phúc, xin cảm ơn Má Nhi, kênh YouTube Má Nhi đã tạo điều kiện
và cảm ơn chị Nga nữa đã tạo điều kiện cho những em trẻ học sinh ở đây là có bát đũa đồ dùng học tập. Cảm ơn cô nhé. Bạn đoàn viên thanh niên của xã Minh Sơn cũng có muốn có đôi lời gửi đến cô Hồng, Má Nhi và mọi người. Vâng, thì hôm nay thực sự là tôi rất là may mắn khi mà lần đầu tiên đến nhận công tác tại xã Minh Sơn mà đã được tham dự một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Cảm thấy rất là vui và xin được cảm ơn anh Phan Phan, cô Hồng, cháu Phú, Má Nhi đã giúp đỡ đến các cháu có một cái bữa ăn thật là ngon miệng và tình nghĩa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Phan thay mặt toàn thể mọi người cảm ơn tất cả anh chị đoàn viên thanh niên ngày hôm nay đã đến để hỗ trợ. Đến bây giờ đến bên vâng, bên cũng muốn nói các bác. Vâng, thưa các bác, thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã cũng rất là cảm ơn cô Hồng cho em Phúc và Má Nhi, kênh YouTube Má Nhi thì cũng đã có qua sự xem video của chị Nga Sumo, thì qua video của bạn Phanh Phanh thì rất là thiếu thốn những cái vật dụng rồi là những bữa ăn có thịt này thì rất là hiếm. Khi mà được mọi người giúp đỡ như vậy thì các cháu sẽ tích cực đi học hơn và động viên cho các cháu tiếp tục đến trường. Thì qua đây cũng xin được cảm ơn và chúc cô Hồng rồi là em Phúc và luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Chúc mà kênh YouTube của Má Nhi sẽ có ngày một nhiều người like và subscribe hơn nữa. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, nhất là bạn Phanh Phanh. Xin hết ạ. Phanh nhờ lời cho thầy cháu. Vậy. Nhất là không biết nói gì hơn, nhất là cảm ơn anh em trong đoàn, cảm ơn cô Hồng, cháu Phúc ở Tiền Giang, Má Nhi ở Cần Thơ đã tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh ở điểm trường kẹp A, tiểu học mầm non, mua sắm những đồ dùng, trang thiết bị cho các em học sinh và nấu những bữa ăn ngon cho học sinh. Thứ nhất là thay mặt cho điểm trường thì cảm ơn cô Hồng, cháu Phúc ở Tiền Giang, Má Nhi, Cần Thơ đã, và anh em trong đoàn thì chắc từ giờ trở đi thì các em chắc chắn sẽ đi học đều hơn và mong rằng là anh em trong đoàn là tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa. Cuối cùng là không biết nói gì hơn mà chúc sức khỏe anh em trong đoàn, cô Hồng, cháu Phúc ở Tiền Giang, Má Nhi ở Cần Thơ có sức khỏe dồi dào ạ. Lần cuối thì Phan cũng không biết nói sao, chỉ biết cảm ơn chuyến du lịch thiện nguyện của cô là tuyệt vời, bởi vì cái số tiền cô chia sẻ là 30 triệu, đáng ra là cô sẽ đi du lịch nhưng mà cô sẽ không đi du lịch nữa và nhường cái phần tiền để trang trải để mua cho nồi bát đũa rồi các thứ cho các em, đặc biệt là các em có một bữa ăn. Xin trân trọng cảm ơn cô. Giờ Phan xin chào khán giả và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phan. Xin chào các bác nha.